Hello các bạn nha. Mình làm một cái clip thanh lý đồ cộng với giới thiệu những đồ mới nha. Trong clip sẽ có những cái sản phẩm bán có lời và thanh lý các bạn. Mình sẽ làm clip khoảng 30 phút hơn xíu nha. Tại vì khoảng nếu mà 24-25 phút thì nó không giới thiệu giáp hết những cái gì mà shop đang có. Cho nên sắp tới sẽ gia tăng thời lượng lên. Và mình xem những cái shop khác các bạn, họ để rất là bài bản nha. Nhưng mà shop của mình bây giờ để không nổi nha. Thực sự rất là muốn làm thử luôn á. Thì thôi và ghi mã nha. Nhưng mà cơ bản thì nó quá nhiều đi. Không biết ghi mã làm sao. Thì thôi thì vẫn tiếp tục cách cũ nha. Là mình sẽ đi một vòng báo giá nha. Và cách mua hàng á, khách mua sẽ gọi điện, báo Zalo hoặc là nhắn tin hỏi về sản phẩm đó. Ví dụ như cái tủ nhôm máy bay đi, thì cứ hỏi là tủ nhôm máy bay là được nha, chứ không có mã, tại vì nó quá nhiều đi. Ví dụ như họ shop khác chỉ lên khoảng 20 mã thôi thì được, nhưng bên mình lên một lần phải nói là 50. Ok, khoảng 30 phút hơn nha, mình sẽ làm dài hơn xíu. Đầu tiên đi từ sau ra trước nha. Từ sau thì không còn gì cả, trống trơn, mình đã thanh lý hết. Còn một cặp tủ của anh khách nha, cặp tủ xịn của anh khách. Cái này thì còn mấy cái nữa, đó, giá 2,5 triệu một cái, giá thấp nhất. Khách nào mua thì ủng hộ. Giá bao ship, chụp bộ gồm một, cái này là cụm chế hòa khí của máy bay, nhưng mà không biết chiếc nào nha. Đó. Mình ôm được mấy cái hàng này mình cũng phải nói là cũng ghê gớm lắm. Một lô này 11 cái mình ôm hết các bạn, khoảng 20 mấy triệu. Tính ra bây giờ thôi xả lỗ bán lại nha. Đầu tiên bán 4 triệu các bạn, nhưng mà cuối cùng thôi mệt quá. Cái máy này mình để tối nay rảnh mình đặt máy cửa lọng các bạn. Các bạn tra RB10 nha, hàng nội địa. Mình mua 6,25 triệu. Hiện tại mình sẽ đặt một cái lưỡi cưa gắn vào. Bữa mình cưa các bạn, nó bị gãy lưỡi rồi. Cưa đè quá, ép quá các bạn, gãy cái lưỡi. Thì để mình đặt một cái lưỡi cưa về thay vào. Bán giá 5,5 triệu nha, bao ship. Hàng nội địa rất là cứng. Tiếp theo tủ này mình còn không có nhiều nha. Tủ nhôm đẩy hàng trên máy bay thì còn cỡ, shop mình còn cỡ mấy cái. Thưa các bạn, mình thanh lý nha. Thanh lý các bạn ơi. 1,2 triệu một cái. Loại đẹp, còn loại mà 666 hơn, cấn nhiều cái loại đó các bạn. Các bạn thấy cấn ha, trầy xước nhiều thì là 1,1 triệu bao ship. Giá rẻ hơn rất là nhiều so với trước đây tầm 1,4 triệu, 1,5 triệu nha. Giá thu vốn. Bánh xe 360 độ, quay 360 độ nha. Khay thì không có cái nào nha. Còn khay thì khách nào mua thì cứ thêm 100k cái. Mình cũng còn 1-2 cái không có nhiều. Bán kèm. Bên trong thì nó có 11 và cái rảnh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Thì các bạn về có thể tùy nhu cầu, ví dụ mình để cái máy hàng đi thì mình làm cao đúng không, chứ không lẽ là 11 cái khay như vậy. Cho nên là khách tùy nhu cầu. Có khách mà đặt đồ nhỏ thì làm 11 khay, còn mà khách nào làm đồ lớn thì cứ đo đạt bỏ vô. Chiều sâu 4,5 tấc, bề ngang 3 tấc và cao 1 mét, nặng khoảng 18-19 kg, nhôm full nhôm, có tay cầm đẩy di chuyển rất là nhẹ nhàng, có thắng. 1,2 triệu nha, còn ấy hơn cấn móc hơn thì 1,5 triệu. Ố 1,1 triệu chứ. Dạo này kiệt sức các bạn, nói chút mệt quá. Cái này mình bán 300 thu vốn rồi các bạn. Con này còn rất là ngon luôn, còn xinh đét luôn á. Bữa khách nào nói chốt cái nguồn, mình giao cái nguồn trước quốc không lấy. Rồi, hiện tại trên kênh mình các bạn đang bị bom lai rai trở lại nha. Tại vì những cái món hàng nhỏ gần đây mình thanh lý kho đó, mình cũng không muốn đòi tiền cọc làm gì, chỉ có 100k, 200k các bạn. Nhưng mà hiện tại đang có 2 đơn bom, hôm qua trả về 1 đơn, đó là 3 đơn bom. Nếu mà tình trạng mà nghiêm trọng trở lên thì mình sẽ không bán luôn, không bán cho những khách không cọc. Tức là khách mua lần đầu tiên các bạn thì làm ơn cọc giùm 100k hoặc là chuyển khoản hết nha.
Cái này là chỉ một phần nhỏ khách thôi các bạn. Có thể mình thông cảm nha, tại vì ví dụ như khu vực sâu vùng xa hoặc là anh chị lớn tuổi nha, thì không sao cả, bình thường các bạn. Nhưng mà có mua, xác định mua giùm. Cho nên mình hay hỏi lại, anh có thật sự muốn mua hay không? Khách nói có, tôi muốn mua, ok, chấp nhận. Còn đa phần là mình nhờ yêu cầu cọc nha. Con này các bạn thấy ra là này 300k nha, bao ship 300k bao ship nha. Con này thì mình không biết cách kích nha, khách nào mua về thì tự kích giùm, không biết cách kích các bạn. Các bạn thấy nó sẽ có điện áp nè, 5V 1, 5V 1A, 5V 40A. À xin lỗi, 5V 40A các bạn, 12V 33A. Đây là hai cái dãy điện áp sử dụng chính nha. 5 và 12. Đó, hàng Delta. Cái này thì ở phía sau nó có một cổng kích á, mình không biết kích kích. Bỏ tay rồi. Nè, bán cho thợ thôi. Đây là những cái chân ra 5V và 12V thường thường rất là to. Còn đây là những cái cổng để kích. Thông thường thì sẽ là chân này qua chân kia. Nó sẽ kích on lên. Đó. Còn bây giờ cấp điện á, nó chỉ để chế độ chờ ready. Nó có 3 chế độ các bạn, ready, AC in và AC alarm. Ready là màu cam, AC in là màu xanh nếu mà các bạn kích thành công. Còn alarm là màu đỏ nếu các bạn kích không thành công. 300k bao ship. Con này 4 triệu rưỡi nha, mình giảm còn 4 triệu 3 bao ship trong hôm nay. Từ đây cho cuối tuần nha, mình sẽ ráp trọn bộ lại hết. Chanome ZR2300N, phiên bản gầm cao, hàng máy kinh Japan, khách nào về chế cái máy CNC chơi Tết nha. Spindle Sparker của Mỹ, tua cao, mình cũng chưa có thời gian để mà chạy hết công suất con này nữa. 2,2 triệu bao ship. Bạc đạn xứ, bạc đạn khí ha, con này phải nói đỉnh nha. Khách nào tháo bỏ cái phần này ra nha, nó lòi cái cốt ra. Cái cốt này cỡ 16 nè, từ đây các bạn có thể mua những cái đầu măng răng á. Đầu măng răng kẹp 16, B16 vậy đó nha, các bạn kẹp vô. Thì các bạn đo cái này và mình chọn cái khớp nối á, nó là đúng cái chuẩn này. Là ok. Ok, thì từ đây tới cuối tuần thì mình cũng làm thêm vào vài clip liên quan tới con này nha. Để bán thêm, chứ đang có hàng. Còn hai con này tí chắc tối test bán rẻ rẻ các bạn. Còn bốn con này có anh khách lấy rồi mà quên mất tiêu, không biết anh nào. Anh nào liên hệ lại giùm nhé. Quên đứt luôn. Còn hai cái con này hàng nội địa nha, 100V. Giảm tốc. Giảm tốc 100V. Con này phải nối tủ các bạn, tủ 5.5 nha. Đây tủ 10mm, 5.5mm. Bây giờ một con là 250k bao gồm cái tủ. Bán rẻ hơn bên bãi luôn. Con này các bạn lên sàn thương mại điện tử mấy con mà nội địa Nhật vậy nè, cỡ này cỡ 4-500-600 nha. Thôi mình xả còn 250. 250 thôi, 300 đi các bạn bao ship nha. Bữa nay mình tạm ngưng gửi hàng bên giao hàng nhanh, tại vì mình thấy tự nhiên sau cái đợt mà ngày 18 các bạn, cái ngày mà mình cái app mình bị lỗi á, mình xóa đi mình cài lại á, giá bây giờ trên trời luôn. Một cái đơn của một anh khách có 11kg đi Cần Thơ 150 mấy k, 157k. Mình khai giá ăn 7,500. Chỉ đơn giản là khai giá thôi, quất 7,500. Quá kinh khủng. Cho nên mình đang review lại cái mức, cái đơn giá với giao hàng nhanh. Nếu mà không ổn thì mình sẽ tìm một đơn vị khác nha, để cho cái mức giá nó phù hợp, thì cái giá thành sản phẩm nó rẻ lại. Chứ hiện tại nó quá cao đi, bây giờ nó đang vướng ở chỗ này. Ok, tiếp tục qua đây. Thanh lý. Ở đây cái bộ đồ lồng của Janome ZR2300N, bao sống, bao xài, bao chạy. Bộ đồ lồng vẫn còn chương trình trong đây rất là nhiều. Bữa mình có làm mấy cái clip test cho nó chạy trong chương trình, ở trong cái ổ cứng con này nè. Bộ đồ lồng bao gồm động cơ. Bộ đồ lồng bao gồm động cơ, nguồn, main, driver, 3 động cơ step 5 pha, 3 driver,
một nguồn và một main cộng với một số cái IO của cái con này. Không phải con này nha, mà cái con nhỏ 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 hơn mình đã bán rồi. Đó. Như mình giới thiệu các bạn đây nè. Cái bộ lồng này mình đã tháo từ con này ra. Thực ra có khách đặt nha, mình tháo ra. Tân tật mình làm rất ok, test chạy hết rồi nha. Tất cả luôn. Ba động cơ, ba driver, ba các kiểu. Chạy động cơ step sin luôn. Nha. Quá dữ. Hàng của Nhật nguyên zin. Về là bao các bạn là bây giờ để như vậy nha, setup lại. Cấp điện bao các bạn là nó chương trình bên trong nó vẫn đang chạy nha. Và nó có một cái bảng mạch LCD nhỏ nhỏ này để mình tham khảo á. Mình coi số chương trình và mình cho nó chạy. Vẫn đang chạy mình ok nha. Bán lại các bạn 1.2 triệu bao ship bộ lồng này. Khách nào mua mình dàn ra mình làm cái clip cho nó chạy nha. Đó. Đủ hết cảm biến các kiểu. Bộ lồng nguyên zin. Cơ bản bộ này mình nói luôn các bạn nha. Khách nào có phần mềm có key á thì mua về chạy, còn không có key thì mua về nghiên cứu. Đó. Chứ không bao gì cả, chỉ bao là nó đang sống, nó đang chạy theo chương trình, ok. Cái nguồn 12V 12V 82.3 ampere. À, nguồn server HP và 3.3V 8 ampere. Không thấy 5V các bạn, không thấy 5V nha. Nguồn này đã kích sẵn rồi, bao sóng, bao xài, bao zin, bao chạy. Bán rẻ lại 500k bao ship. Ship cỡ 70-80k bây giờ ship cái gì mà kinh khủng quá các bạn ơi. Nha. Còn khách nào lấy cái nguồn khủng hơn 12V 175A thì lấy con này. 12V 175A 5V 3A. Con này mày giảm, mình giảm còn 900 nha. 900. 4-5 cái mình ôm bán hết nha. Một cái giá là 1.1 triệu nha. Bây giờ còn cái cuối cùng giảm luôn. Bao đủ ampere cho các bạn nha. Đã kích sẵn rồi các bạn. May mắn là mình tra trên datasheet của hãng có dây kích. Khách nào mua thì mình sẽ hàng 6 cái sợi dương nhập lại, 6 sợi âm nhập lại mới đủ công suất nha. Cái sợi nhỏ này đưa vô cái cháy nha. Đó. Nguồn server bao zin bao xài, cấp điện 2.2 là xài 900k. Tiếp tục cái cây cắt này điện 100 nội địa Nhật nha, hàng mới chưa xài. Mình mua mình cũng ham hố các bạn. Cắt. Các bạn để như vậy thì các bạn hàng cái dây nó có 3 dây nha. 2 dây điện 100V và 1 dây mát các bạn hàng ra thì các bạn sẽ xài được cái cần ngắn này. Còn không á thì các bạn dùng cái cây dài nè, nó một bộ nha các bạn. À, nó có mấy cái chân rắc nè. À, các bạn chỉ việc cắm vô là các bạn đưa lên cao ha. Cây này ở đây nó có một cái đầu thụt thò nè. À, các bạn đưa lên cao nha. Cái con này ra cũng khá cao nha. Trời, cứng quá ta, cứng quá các bạn ơi. Các bạn mở ra, các bạn kéo nó ra được nữa nha. Đó. Đó thì cái đầu này sẽ các bạn sẽ cắm điện 100V và xài đây nè. Và đây nó có một móc treo để giúp cho các bạn không có cái lôi kéo ấy. Ủa, đây còn một cái nguồn server nhỏ nhỏ nữa các bạn. 12V 100A luôn nha. 100A. Con này bán các bạn bao nhiêu ta? Con này bán các bạn 400 đi. Ha. Cái nguồn 24V hay gì? À, cái nguồn 24V các bạn ơi. 14.6A 24V. Nó cái này vẫn còn lên nhưng mà nó chập chờn nha. 24V 14.6A. Nó vẫn lên bình thường, nó vẫn sống, vẫn nhưng mà nó chập chờn. Có khi ra điện khi không. Không biết nó lỏng chỗ nào mình không rõ nữa các bạn. Thì thôi bán lại các bạn 80k bao ship nha. Mấy nguồn này bên bãi mình mua tầm 150, tùy cái nha. Bán lại 80k bao ship. Còn mấy cái nguồn mình còn 1, 2, 3, 4 cái. Một cái đang có đơn cho khách, còn 3 cái kia
mình giảm còn 250k một cái nha. Bán trong hôm nay hoặc là ngày mai hoặc ngày mốt 3 ngày cuối tuần. Thứ bảy nhật thì mình nghỉ nha, cho nên là từ đây cho tới thứ sáu 250k một cái, xả luôn. Nguồn máy tính 5V 21A, 3V 10A, 12V 10A ha. Nguồn máy tính. Đặc biệt có cái chỗ non stop unit nha. Các bạn có thể cấp ắc quy để khi mà nó cúp điện á, nó kích từ ắc quy lên. Cái đống ở phía bên ngoài mình đã thanh lý nó rất là gọn các bạn. Còn cái đống này bây giờ mình sẽ lôi ra mình báo luôn nha. Đeo bao tay cái. Báo xử lý luôn cho nó xong. Đâu đó gọn ghẽ. Tối nay mình sẽ test cái cụm này cho anh khách nha. Tối nay nè. Cụm này. Mình bán xả nhanh luôn các bạn nha, cho nó xong hết, cho nó cái kho cho nó gọn ghẽ đâu vô đó nha, để ăn Tết. Còn mấy cây gold này cứ 100k một cây nha. 100k một cây, khách nào mua 2 cây thì bao ship, 1 cây thì không bao, 100k. Còn đôi này mình đang chơi nè các bạn, nhưng mà cơ bản thì lớn tuổi quá, xương nó cứng, chơi hết nổi. Bánh xe chưa kịp mòn luôn các bạn. Cái này là ăn theo mấy nhóc. Thằng nào cũng có 1 đôi hết. Cái có 3 cha con à. Thôi đi chơi cho nó vui. Thôi chứ để lại các bạn ơi. Dịp nào có đi chơi thì chơi nhẹ với tụi nó cho nó vui. Chứ để nó điên mình thì cũng buồn. Tiếp theo mình xả bên đây nha. Thì mình báo giá không thể rẻ hơn ha. Cái này để gom cho cái anh mà mua một lô động cơ tháo máy photocopy các bạn nè. Đây nè, gom mình cho hết để ảnh về ảnh làm. Cái này thì không nói nha, cái này thì tính sao, để nó qua một bên, nặng quá. Mình lấy cái ghế luôn các bạn ha. 17 phút rồi. Còn khoảng 10. Cái này mình có 2 đôi nha, 2 cặp lận nha. Khách nào cần thì liên hệ. Mình bán 2 cặp này 280k bao ship 2 cặp nha. Ý là 2 cặp các bạn. Tính ra 1 cặp là 140k bao ship, rẻ nhất từ trước tới giờ. Cái này trên đây các bạn lắp được cái ray nha. Bản thân nó là lắp cái ray á. Bằng nhau ha, kim chỉnh. Bạn chế gì chế. Một bộ. Cái này để coi còn nhiều không nha. Mình thanh lý hình như mình xả hết rồi. Để cơm động cơ bước coi. Còn 2 con nè. Con này 2 pha nha, 2 pha có cánh và tản nhiệt. Con này 5 pha, 0,072 độ. Siêu mịn, có giảm tốc ha. Một con, 2 con, con này 5 pha, con này 2 pha. Để mình gom bằng cơ bước. Mình bán luôn cho nó rẻ một lần. Đó, tí mình báo lại các bạn. Cái bộ laser này bán 150k bao ship, mình mua 200k về nghiên cứu. Không nghiên cứu được cái gì hết. Hoặc là 140k cũng được bao ship. Cái này nhìn cũng hay. Mua 200 về bán lỗ không? Không biết cách xài, không biết làm sao hết. Nhưng mà có cảnh báo nguy hiểm mà các bạn. Qua trừ Kiken. Tiếng Nhật. 2V tay Reason. Các bạn Danger nha. Có nhãn Danger, các bạn cẩn thận dùm. 140k bao ship, coi như thu về 100k, lỗ 50%. Cái này các bạn chế đi picnic á, chế quay gà vịt gì đó ha, chạy ắc quy. Cái này các bạn chạy 5V cũng chạy nha, 5V, 7V, 12V. Các bạn có adapter gì đó, cái nào cũng chạy hết nha. Có cái cục sạc á, mà lực rất là tốt ha.
để quay quay gà làm cái xiên quay gà chơi cũng ngon. Cái này 140k bao ship nha. Con này hàng của Nhật các bạn. Mình bao các bạn xài luôn nha. Nhông thép, bao bền bao xài. 140k bao ship. Ở đâu còn sót mấy con động cơ DC khủng à. Con này là to nhất trong cái hệ mà mấy động cơ thấy mấy con turbo 27V. Con này các bạn làm swing đồ cho những cái máy mini cũng được nha. Cốt 10 ly. Con này bữa mình bán một con là 160k nha. Con này cũng vậy nha các bạn. 160k bao ship nha. Nhưng con này lớn hơn hay sao ta? Lớn mà khủng ghê. Mà 160k cũng được nha. Ok, thanh lý. Còn mấy con Nidec này thì 21V nè. Mấy con này thì 150k một con các bạn. Này mình có 1-2 con vậy đó nha. Hàng này hàng khủng quá nha. Cái này mình tặng nha. Khách nào cần thì mình tặng cho những cái máy ấy đó. Tặng nè. Cái này 10k nha. Quạt thổi bếp 24V. Chạy 12 vẫn chạy nhưng mà nó không được mát lắm. Cái đầu này để riêng. Cổng cáp này khách nào cần mình tặng nha, tặng. Cái buli này nó xài ở đây một cái bát nha. Khoan, cái này tại vì mình đang định chế một số motor vào về cái chiếc xe các bạn. Có khả năng thì mình cần cho nên là tạm thời mình để lại nha. Còn cây này bữa nay mình xả cho đi luôn các bạn. Động cơ bước size 2842 gì đó nha. Động cơ bước thọ ra thuộc vào. Đó. Khách nào muốn chế thọ ra thuộc vào điều khiển nha thì lấy nguyên zin. Cây này 260k bao ship. Quá rẻ luôn. Bao ship tới tận cửa luôn. Cây này các bạn ra bãi hỏi người ta chắc 300 hơn. Cái này mình nói mình tặng mà không biết ai cần không ta. Đây, cái này tặng tiếp nha. Cái này tặng khách nào cứ mạnh dạn nói nha. Mình tặng chứ không có gì cả. Đây 150k nha. Giống như cái hồi nãy, Nidec nha. Còn cái này thì mình không rõ sống hay chết. Hình như sống hay sao, hay là chết ta. Nói chung cái này với cái này đó các bạn. Khách nào mà mua đồ từ 200-300 đổ lên á, chịu tiền ship mình tặng nha. Mấy cái đồ này mình không có tính tiền. Đồ nhà mình xài hư bỏ ra các bạn. Còn cây này anh khách nói lấy 250k nè, anh báo lại giùm nha. Anh không lấy thì mình sẽ bán nha. Đó. Tại vì mình đang dọn kho, nó rớt rẻ giùm cái để mình dọn cho nó xong luôn nha. Chứ bỏ vào thì cũng oải. Cái mạch này 50k khách nào mà lấy không ta? Mình không biết cái mạch gì. Mình thấy nó hay, không biết con này con gì. Bên bãi mình thấy một đống luôn. À, mình lấy một con về thử, họ tính mình còn như cũng 50k hay 100k gì quên lâu lắm rồi. Bán lại 50 nha. Con này mình xác định là mình mua nha, chứ đừng bán lại. À, 50k. Ở đây một con động cơ bước nè. Hàng này của Mỹ. À, 40V. Phải động cơ bước không ta? Germany hay là động cơ Brookless? 5 giây. Động cơ bước các bạn ơi, động cơ bước nha. 1, 2, 3. Để tí báo giá luôn nha. Một số cái bát cái này cái kia mình xin giữ lại nha. Tại vì mình đang định chế đồ à, sẽ cần à, bản thân mình cũng giữ nó lại để chế đồ. Tạm thời là vậy. Mấy cây này mình cũng đang chế đồ nên mình giữ lại một thùng. Giảm tốc nè. Cái này mình bán nè. Cái này 10k. Cái này giữ lại. Giảm tốc còn 2 cái 20, 10k cái. Mấy con này khách nào lấy về nghiên cứu không các bạn. Mình bán 50k một. Giờ 100k 3 cái đi.
con này mình báo các ok ok đợi xíu. Cái này là nó là một cái máy hắt tia laser, bên trong có một cái động cơ tua cỡ 10, 15, 20 ngàn dòng, chạy qua bo ICC điện cũng được, EC cũng được, chạy cái nào cũng được. Con này xưa mình cũng hay bán 160 mấy, 180 mấy một bộ, cấp xung là chạy nha. Nói chung là mấy con này thì mình bán các bạn về nghiên cứu các bạn ha, 100k 3 cái, chứ bán xong được các bạn hỏi mình ở chạy làm sao hướng dẫn thì mình không đủ thời gian nha, và không đủ chi phí ha, tại vì mọi chi phí đều quy ra tiền hết các bạn, mọi thời gian nha. Đó, ví dụ như cứ chìm đắm trong cái việc mà hướng dẫn các bạn này thì mình bị công việc kia mình bỏ hết, coi như là bỏ tay luôn nha, là lỗ cả chiều lỗ chài. 100k 3 cái nha, vậy các bạn nghiên cứu. Đó. Cái này một thời gian bán đồ mình cũng mày mò, mình kiếm môi móc bán các kiểu, con nào mình cũng lôi về mình test hết trơn. Bây giờ y chang các bạn, bây giờ không thay đổi nha, giờ mình cũng lôi nhóc nhách về. Cuối cùng chắc khoảng 10% là mình biết các bạn, còn lại là không biết luôn, gọi là cục gì ta, bí hiểm quá nè. 100k 3 cái nha. Ủa mắc cười vậy, hai cái này 50k nha các bạn, về nghiên cứu nha. Hai cái này 50k. Đó, bạn về nghiên cứu chơi. Một cặp cái này bạn nào chế lóc cửa không? Chế mà auto lock á. Chế cái chốt là định vị cửa các bạn. Đó. Cặp này hàng tháo máy trên cái bộ mà của Johnson, cái bộ gì mình tháo ra nha. Khách tàu lấy hai cái này thì 120k bao ship nha, rất là nặng các bạn, inox 120k bao ship. Điện á, các bạn cứ cấp vào nha, cấp vào 12-24 gì đó nó sẽ nhảy nè, cóc cái nó đá vào đây đó. Như cái này bắn đinh bắn gì nha, bắn ghim gì đó. 200k hai cái ha, bao ship. Bao ship thì cỡ 30.000-40.000, có dùm thu về khoảng 60 ha. 100k hai cái. Cây gì ta, như đây cũng cây đó các bạn, không hiểu làm gì luôn. Này mình xưa mình mua ta, con dao các bạn ơi. Rồi ta biết rồi, mà không biết là mấy đứa ăn trước đi, để nghiên cứu nha. Ví dụ gì này các bạn, 100k hai cái nha. Ủa 100k 3 cái chứ lộn nha. Rồi hết. Cái này hoặc là khách nào lấy hết thì mình bán rẻ rẻ nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cái. 10 cái, 100, 200, 300. 300. Nếu 10 cái này khách nào lấy mình tính 280k bao ship. 280k lấy bao ship lấy hết nha. Ồ, cái này có thêm nữa các bạn. Có thêm cây nè, ở đây cây nè, hai cây nè, một cặp này, một cặp này 350k cặp này nha. Khách nào chế cháo một cặp này, nó là động cơ bước các bạn, khi quay nó sẽ thò ra thụt vào nha. Hành trình hình như 50mm á, hành trình thường thường nó ghi trên đây nè, 50mm nha các bạn. À, máy Interbank các bạn thấy 50 không, 50 nha. Đó. Cặp này 350 nha. Đó. Bao ship. Cái này là giá thu vốn hết các bạn. Ô, đây một con động cơ bước nữa các bạn. Đây một con nữa nha. Là 4 con. Cái này mình mua về. Ok, như vậy là động cơ bước hết luôn nha. Ủa, một cái phát điện ta, ghê vậy. 150W nha, 200V, 3.000 vòng. Trước mình hay bán vậy các bạn. Bộ dày, một bộ như vậy
100W nha, 100W thì có nhiều. Chứ 150W thì như không có nhiều nha. Cứ bộ vậy là 200 bao ship, bộ vậy 200 bao ship nha. Khách nào lấy thì liên hệ mình. Bạn quay nó sẽ phát ra điện nha. Sạc vô. Ở đây cái nữa nè là 12 vậy đó nha. Một cây rulo, 2 cây rulo, 3 cây rulo, 4 cây rulo. À, đây cây nó 5 cây. À, 5 cây. 5 cây này 100k bao ship nha các bạn. À, 100k bao ship nha. Còn hai cái này các bạn nào chế chế chốt cửa, chế gì chế nha, cốt 8 ly thò ra thuộc vào. Cái gối này là chạy bằng bi nha. Một gối như vậy là 2 viên bi, hai gối là 4 viên bi. À, trơn tru luôn. Các bạn có thể thay cái AT nó dài lên nha. Cái này hai cái bán bạn 100k bao ship nha. 100k bao ship. Còn 4 con này. 1 2 3 4. 4 con động cơ bước ha, con này của Germany, con này của Nhật, con này của Nhật 4 con. Con này 5 pha, con này 5 pha, con này 2 pha, con này 2 pha. 4 con này 4 con này 250k bao ship nha. 250k. Đó. Thường thường con này bán 100 hơn các bạn, 150, 200. 4 con 250k bao ship. Còn con này á, là nó dùng để đẩy lên đẩy xuống nha các bạn. À, đẩy lên đẩy xuống. Nó có một cái tem này các bạn. Khách nào muốn đẩy gì không? Hành max speed 250mm trên 1 giây. Rất là nhanh nha. Được đẩy 10kg. Điện 24 0.25A. À 24 là cái thắng từ nha các bạn. Magnetic brake nha. Thắng từ. Còn con này động cơ bước các bạn chạy 24 3648 cũng được nha. Nhưng mà nếu thắng từ 24 thì các bạn chạy 24 luôn cho nó đồng bộ nha. Nâng lên hạ xuống thì mình thấy cỡ 3 4 khoảng 50 ly nha. Lực nâng 10 kg nhưng mà cơ bản mấy hàng Nhật các bạn. Nó ghi 10 kg chứ các bạn nâng 30 kg thoải mái luôn á. Cái này nó nâng cái dạng mà bánh răng, các bạn thấy bánh răng không? Động cơ nó sẽ có một cái bánh răng nó khớp vô đây nè. Nó đẩy lên đẩy xuống nha. Cục này 250k bao ship các bạn, cụm này nha. Đó. Còn khách nào lấy luôn đống này thì mình bán rẻ hơn xíu. Còn hai con này thì cứ 10k một con. Thanh lý đồ ve chai không. Còn cái cặp này các bạn, mình mua không hiểu mua làm gì luôn. Cặp gối này 180k bao ship nha. Tiền ship nó đắt chứ tiền hàng không bao nhiêu nha. 180k. Đó, cặp gối này cao cỡ gần 2 tấc các bạn, gần 2 tấc nha. Mặt bích thì cỡ tấc 2 đấy, vuông tấc 2 nha. Cái mặt dưới thì nó lớn hơn xíu. Đó là coi như là bán sạch luôn các bạn. Còn một cặp hai cái quạt 3A 12V 3A, con này giống như siêu tốc vậy các bạn. 3A là khủng lắm nha. Hai cái này mình bán các bạn 180 bao ship. 12V xăng A80, tức là quạt 8 phân á. Quạt 8 phân 12V 3A là siêu khủng. Và đặc biệt có luôn cái tấm lưới nha. Các bạn lắp cho cái tủ thì nó không có bị mọt mối cắn nha. À, 180k bao ship hai cái. Mình đố các bạn chứ khi các bạn mua hàng báo mình nhớ giá không? À, đố các bạn mình nhớ không? Ở đây mình còn 1 các bạn. 2 nè. 3 4 nha. Đây cái nữa 5. 5 cái đĩa này 120k bao ship nha. 120k bao ship. Rồi coi như là hết rồi các bạn. Cái gì trời.
Bánh đà các bạn ơi. Bánh đà con này cốt nặng quặng luôn á. Cỡ 3 kg các bạn. Bánh đà cốt này cỡ 20-22 nha. Khách nào mua về chế làm bánh đà lấy nha. Đó. Cục này của Nhật nè. Cục này mình để các bạn quá nặng, quá giọng ví ship ấy chứ. 200 bao ship ha. Khách nào vào Việt thì con này và đó hời. 200 bao ship bánh đà chế gia tăng cái độ ly tâm hoặc là hệ tuần hoàn mini. 200 bao ship cốt cỡ 20-22 vậy đó nha. Có 3 vết. Ship hết đó. Cái này cái lều lồng của cái con 750W Mitsu. Hồi nãy mình thấy cục 500-750 đâu ta? Đâu đây nè các bạn, bán để rẻ cho các bạn về nghiên cứu. Đây nè. Đây là bộ đồ lồng của cái nói gì tới lực hít của mấy con sạc pô nó dữ lắm các bạn à, hít các bạn khỏi gỡ. Một cái thắng từ 24V hàng Taiwan. Con này cốt 6 ly. Con này bán các bạn 140k bao ship nha. Con này là hàng gần như mới tinh. Khách nào muốn lắp cho cốt 6 ly thì lắp nha. Cốt 6 ly có 3 vét, 140k bao ship. Đây là cái bộ đồ lồng của cái con 750W này. Nó bị 7500 rồi các bạn. 7500 nha. Và mình cũng không biết là tìm có hay không cái nắp đít của con này. À đây nè. Chắc này các bạn. Có phải không nha. À, nếu không phải các bạn chết quớt rồi. Cơ bản trước mắt là mình bán để như vậy nha. Một cái cuộn đồng Mitsu 750W cộng với một cái con này 150k bao ship ha. 150k bao ship. Ok, tạm thời mình báo hết thông tin xả hàng như vậy nha. Khách nào có nhu cầu thì ủng hộ ha. Hiện tại thì mình đang cố gắng nhanh nhất có thể ha. Tiếp tục dọn cái khu này nữa để mình để một số cái đồ vào cái này vào nha. Rồi mình dọn đồ. Ok, đồ vé chai nha. Khách nào có nhu cầu thì xin ủng hộ. Cảm ơn.